Sau hàng Nhật Điện xin kính chào các bác. Hôm nay tiếp tục lên sóng một chiếc máy lọc không khí Panasonic, con hàng rất là đẹp, có mã là VXH50. Hôm nay em để số 6, đa đố đổi điện 220V. Tình trạng máy thì còn rất là đẹp, mọi thứ hoạt động ok, ngon lành, mọi chức năng rất là đẹp quá nhé. VXH50 sản xuất năm 2012 này, 43W. Bên dưới này là bình nước bù ẩm rất là mới, khay nước rất là mới các bạn này, màng tạo ẩm rất là mới. Đây. Màng HEPA con này thì màng zin rất là đẹp. Màng zin các bác nhé, rất là mới, đẹp. VXH50, bọn này màng than rất là to, khử mùi rất là tốt, dày, than dày, khử mùi rất là tốt nhé. Các bác nhìn ở giữa là cái màng than này nó rộng hơn ở bên dưới nhé, không phải là nó hỏng đâu ạ. Trước em nhớ có một bác thắc mắc với em là cái màng nó không đều, nhưng nó là thiết kế như vậy nhá, chứ không phải là màng nó rụng nó đi đâu đâu ạ. Đây, báo phần trăm độ ẩm này, báo bụi mùi kiểu Econavi. Con này thì đã điện 220V rồi ạ. Quá trẻ em này, hẹn giờ, chế độ dọn phòng, tăng tốc độ này, cảm biến ánh sáng này. Đấy. Đèn eco, các chế độ tốc độ lọc đầy đủ. Đấy, rất là đẹp. Con này em bán 3 triệu các bạn nhé. Đã đấu đổi điện 220V, chưa có phí vận chuyển. Xem hàng toàn quốc, các bạn xa một đợt cọc trước 500 nhé. Nhận hàng kiểm tra thành đón nốt. Xin chào các bạn. Máy rất là đẹp luôn.